Một cuộc điều tra mới nhất của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã hé lộ những phát hiện chấn động về hoạt động của Hezbollah tại Nam Liban. Các đội chiến đấu thuộc nữ đoàn 188 của IDF đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Liban, phát hiện và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của lực lượng Radwan, đơn vị tinh nhuệ nhất của Hezbollah. Trong quá trình tìm kiếm các binh sĩ Israel đã thu được nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm các bản thiết kế chi tiết về các cuộc tấn công nhắm vào các thị trấn phía bắc Israel những kế hoạch này không chỉ được lên chi tiết mà còn đã được thực hiện trong những tháng gần đây cho thấy mức độ đe dọa nghiêm trọng từ hezbollah đối với an ninh của israel đáng chú ý các đội chiến đấu đã phát hiện nhiều kho vũ khí và cơ sở hạ tầng ngầm của hezbollah trong một cuộc đột kích táo bạo quân đội israel đã ngăn chặn thành công một cuộc phục kích và tịch thu vũ khí từ một chiếc xe của hezbollah Thông tin tình báo chính xác đã giúp các đội xác định vị trí và phá hủy một hố chứa đầy chất nổ, loại bỏ một mối đe dọa tiềm tàng lớn. Thiếu tướng Ovolozinski, chỉ huy lữ đoàn 188, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch này. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã tập trung vào việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng trên mặt đất và dưới lòng đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, miễn là cần thiết, cho đến khi chúng tôi bảo đảm người dân có thể trở về phía Bắc trong tình trạng an toàn hoàn toàn chiến dịch này không chỉ là một thành công về mặt quân sự mà còn là một đòn giáng mạnh vào khả năng tác chiến của hezbollah việc phát hiện và phá hủy các kho vũ khí cùng với việc thu giữ các kế hoạch tấn công có thể làm suy yếu đáng kể khả năng của hezbollah trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ israel trong tương lai gần tuy nhiên phát hiện này cũng làm dấy lên lo ngại về mức độ chuẩn bị và quy mô hoạt động của hezbollah tại nam liban Việc tổ chức này có thể xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm phức tạp và lên kế hoạch tấn công chi tiết cho thấy mối đe dọa lâu dài đối với an ninh khu vực. Đêm qua, miền Bắc Israel đã trải qua những giờ phút kinh hoàng khi hàng loạt hỏa tiễn từ Liban được phóng vào khu vực này. Cuộc tấn công đã để lại nhiều thương vong và thiệt hại đáng kể, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Theo báo cáo từ các bệnh viện địa phương, ít nhất 9 người đã bị thương trong vụ tấn công. Tại Haifa, thành phố lớn nhất ở miền Bắc Israel, 5 người bị thương do mảnh đạn, trong đó một người trong tình trạng từ tốt đến trung bình, còn lại bị thương nhẹ. Bệnh viện Rambam cũng tiếp nhận một bệnh nhân bị lo âu cấp tính sau vụ tấn công. Đáng chú ý, một nhà hàng ở Haifa đã bị trúng hỏa tiễn trực tiếp. Lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận đã phát hiện khoảng 20 quả hỏa tiễn được phóng từ lãnh thổ Liban. Mặc dù hệ thống phòng thủ của Israel đã nỗ lực đánh chặn, một số hỏa tiễn vẫn xuyên qua được và gây thiệt hại tại khu vực Kamel và Gulf. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi 15 quả hỏa tiễn khác được phát hiện nhắm vào khu vực Thượng Galilee. Dù một số đã bị đánh chặn, vẫn có báo cáo về những vụ bắn trúng mục tiêu. Tiếng còi báo động đã vang lên ở Tiberias và các thị trấn khác gần biển Galilee đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực này kể từ thứ Năm tuần trước. Trong một diễn biến liên quan, IDF thông báo đã bắn hạ một mục tiêu trên không đáng ngờ đang tiến vào khuôn phận Israel từ phía đông vào sáng sớm thứ Hai. Điều này cho thấy mối đe dọa đang đến từ nhiều hướng, không chỉ từ Liban. Cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đang gia tăng. Chỉ vài ngày trước, IDF đã phát hiện và phá hủy nhiều kho vũ khí cùng cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng Radwan, đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah tại Nam Liban. Trong khi đó, tại Israel, người dân đang tụ họp để tưởng niệm một năm kể từ vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Thủ tướng Israel cũng đang có cuộc gặp với các quan chức cấp cao về vấn đề con tin, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Gallant chuẩn bị gặp người đồng cấp Hoa Kỳ. Một báo cáo mới từ BBC đã hé lộ những chi tiết gây sốc về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào căn cứ Nahan Oz của Israel, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phòng thủ và tình báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Dựa trên lời khai của binh sĩ sống sót, gia đình nạn nhân và bằng chứng từ tin nhắn cùng bản ghi âm, bức tranh về một thất bại quân sự nghiêm trọng dần được hé lộ. Những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện nhiều ngày trước cuộc tấn công, một binh sĩ bộ binh tiết lộ, hoạt động khủng bố đột ngột giảm xuống, chẳng có chuyện gì xảy ra và điều đó khiến chúng tôi sợ hãi. Cảm giác bất an lan rộng khi các cuộc tuần tra thường lệ của binh sĩ Golani dọc biên giới Gaza bị hủy bỏ, với lý do mối đe dọa từ hỏa tiễn chống tăng. Tuy nhiên, những dấu hiệu này dường như đã bị bỏ qua. Khinh khí cầu quan sát IDF vốn được coi là mắt thần hoạt động 24 trên 7, lại không hoạt động với lời giải thích, nó sẽ được sửa chữa vào Chủ nhật. Điều này để lại một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của Israel. Khi cuộc tấn công bắt đầu, sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng. Nhiều binh sĩ trong căn cứ không có vũ khí và được lệnh rút lui thay vì phản công. Các kênh liên lạc bị gián đoạn, binh sĩ bị tấn công từ mọi hướng, trong khi lực lượng hỗ trợ mất phương hướng. Vào lúc 7 giờ sáng, tay súng Hamas đã đến tận cửa phòng chiến binh của lính quan sát. Khi điện bị cắt, cửa phòng tự động mở khóa để lộ những người lính bên trong. Hamas nhanh chóng tràn vào, bắn giết và đốt phá chỉ một số ít binh sĩ may mắn thoát qua cửa sổ phòng tắm trở thành những người sống sót duy nhất từ phòng chiến tranh. Báo cáo của BBC cũng tiết lộ một tỷ lệ áp đảo đáng kinh ngạc, 150 tay súng Hamas cho mỗi 25 binh sĩ chiến đấu IDF. Con số này phản ánh mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng của Hamas và sự thiếu cảnh giác nghiêm trọng từ phía Israel. Những tiết lộ này chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn chính trị và quân sự tại Israel. Câu hỏi về trách nhiệm của giới lãnh đạo quân sự và chính trị trong việc không ngăn chặn được cuộc tấn công đẫm máu này sẽ được đặt ra. Điều này cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chiến lược quân sự hiện tại của Israel ở Gaza và khả năng đàm phán với Hamas về việc thả con tin. Israel chưa có phản ứng chính thức về kết quả của cuộc điều tra những sự kiện ngày 7 tháng 10. Tình hình tại Liban đang trở nên căng thẳng hơn sau vụ không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut. Mới đây, một quan chức cấp cao của Hezbollah đã lên tiếng cáo buộc Israel cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực bị tấn công. Theo thông tin từ Mahmoud Khamati, một quan chức chính trị cấp cao của Hezbollah, Israel đang ngăn cản các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ không kích Khu vực này được cho là nơi Hashem Saviyeddin, người được coi là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm Nasrallah, có mặt khi cuộc tấn công xảy ra. Tuy nhiên, số phận của Saviyeddin vẫn chưa được xác nhận. Khamati kêu gọi Israel để các đội cứu hộ làm công việc của họ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iraq, ông cũng bác bỏ các tin đồn về việc Esmail Khani, thủ lĩnh lực lượng khác tinh nhuệ của Iran đã mất tích kể từ vụ không kích, nói rằng ông không có thông tin về vấn đề này. Về tình hình lãnh đạo của Hezbollah sau cái chết của Nasrallah, Khamati tiết lộ rằng tổ chức này hiện đang được điều hành bởi một ban lãnh đạo tập thể. Ông giải thích, điều quan trọng là phải có sự chỉ huy chung, phương pháp lựa chọn người thay thế tổng thư ký cần có thời gian và các tình huống thích hợp, và vì lý do đó, hiện tại, chúng tôi chỉ cần tạm thời chỉ huy chung. Liên quan đến thi hài của Nasrallah, Khamati khẳng định rằng nó vẫn đang ở Liban. Theo kế hoạch, cựu thủ lĩnh Hezbollah, sẽ được an táng tại vùng ngoại ô ở phía nam Beirut, nơi tổ chức này có ảnh hưởng mạnh mẽ khi điều kiện cho phép. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó cho thấy Hezbollah lo ngại rằng một đám tăng quy mô lớn có thể trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mới từ Israel. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah, vốn đã căng thẳng trong nhiều thập niên qua. Trong bối cảnh này, việc lựa chọn người kế nhiệm Nasrallah sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Hezbollah và mối quan hệ của tổ chức này với Israel cũng như các nước trong khu vực. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở Trung Đông, đặc biệt là mối quan hệ giữa Iran và các đồng minh của nước này với Israel và phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc trao đổi quan trọng với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU tướng Oleksandr Sinsky về tình hình chiến sự hiện tại và kế hoạch chiến thắng mới của Ukraine. Thông tin này được Tổng thống Zelensky tiết lộ trong bài phát biểu video buổi tối gần đây. Theo đó, tướng Shinsky cùng các quan chức quân sự và đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ làm việc với các đối tác quốc tế vào tuần tới để thảo luận về các khía cạnh quân sự trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Đây là nhiệm vụ trọng yếu được Tổng thống Zelensky giao phó trực tiếp cho Tổng tư lệnh AFU. Trong cuộc họp, tướng Sinsky đã báo cáo chi tiết về tình hình chiến sự tại các mặt trận then chốt như Bogrovsk, Kurakov và Liman. Đặc biệt, ông nhấn mạnh về chiến dịch đang diễn ra tại tỉnh Kursk của Nga, một hoạt động quân sự kéo dài đã hai tháng của quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky đánh giá cao tầm quan trọng của chiến dịch tại Kursk, gọi đó là giai đoạn rất quan trọng của cuộc chiến ông nhấn mạnh rằng chiến dịch này không chỉ thể hiện khả năng của ukraine trong việc mở rộng phạm vi chiến thắng sang lãnh thổ nga mà còn đóng góp tăng cường quỹ trao đổi tù binh bên cạnh đó tổng thống ukraine cũng thông báo đã cử tham mưu trưởng anatoly bahilevich và phó thủ tướng ola stephanishia tới hoa kỳ có thể để chuẩn bị cho cuộc họp ramstein sắp tới nhắc đến cuộc họp ramstein tổng thống hoa kỳ bày tỏ hy vọng rằng tuần tới có thể trở thành một tuần lịch sử trong việc tăng cường năng lực chiến đấu của Ukraine và đưa hòa bình công bằng đến gần hơn. Theo các nguồn tin truyền thông, tại cuộc họp Ramstein sắp tới, Ukraine có thể nhận được đề xuất cụ thể về các bước tiến tới việc gia nhập NATO. Tổng thống Zelensky khẳng định rằng, với sự hỗ trợ đầy đủ từ các đối tác phương Tây, Ukraine sẽ có khả năng tạo áp lực đủ mạnh lên Nga, buộc điện Kremlin phải nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ mang lại lợi ích cho họ. Những thông tin này cho thấy Ukraine đang tích cực chuẩn bị cho một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Kế hoạch chiến thắng mới cùng với sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các đồng minh phương Tây có thể sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trên chiến trường trong thời gian tới. Cuộc họp Ramstein sắp tới được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt quan trọng, không chỉ trong việc tăng cường khả năng quân sự của Ukraine mà còn trong việc định hình tương lai địa chính trị của khu vực. Một video gây chấn động vừa lan truyền trên mạng xã hội, vén màn sự thật đáng báo động về các hầm trú ẩn do Nga xây dựng tại thành phố Donetsk bị chiếm đóng. Những công trình được quảng cáo rầm rộ là kiên cố, hóa ra lại được làm chủ yếu từ xốp, đặt hàng ngàn sinh mạng thường dân vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đoạn video được một cư dân Donetsk ghi lại, cho thấy cảnh tượng khó tin, những bức tường được cho là bê tông dày bắt đầu vỡ vụn chỉ sau một cái chạm nhẹ. Người đàn ông trong video không giấu được sự kinh hoàng. Đây là đường Abakumova. Nhìn xem mấy cái hầm trú ẩn gần trạm xe buýt kìa. Tưởng là tấm bê tông dày, nhưng hóa ra chỉ là xốp trộn với một chút xi măng. Đây là cái mà họ gọi là nơi trú ẩn đấy. Hình ảnh từ video cho thấy quân đội Nga đã cố gắng ngụy trang bằng cách vũ một lớp bê tông mỏng bên ngoài lớp xốp. Rõ ràng những công trình này không thể bảo vệ người dân trước bất kỳ cuộc tấn công nào dù là nhỏ nhất sự việc này một lần nữa phơi bày thái độ vô trách nhiệm của nga đối với an toàn của dân thường tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thay vì bảo vệ sinh mạng người dân như tuyên bố dường như moscow chỉ quan tâm đến việc khai thác và hủy hoại một khu vực từng thịnh vượng của ukraine điều đáng lo ngại hơn là donetsk hiện đang là nơi tập trung của một lượng lớn binh sĩ nga theo các nguồn tin quân sự thành phố thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở quân sự của nga Hậu quả là nhiều thường dân vô tội cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, tình hình an ninh tại các thành phố của Nga cũng đang ngày càng căng thẳng. Tại Belgorod, cách tiền tuyến khoảng 350 km, người dân đang hoang mang trước sự xuất hiện của các hầm trú ẩn. Một cư dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi không hiểu tại sao chúng ta cần những hầm trú ẩn này khi chúng ta ở xa chiến trường đến vậy. Điều này thật đáng lo ngại." tình huống ở donetsk không chỉ làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của dân thường trong vùng chiến sự mà còn phản ánh chiến lược tổng thể của nga trong cuộc xâm lược ukraine việc xây dựng các hầm trú ẩn giả tạo này cho thấy moscow đang ưu tiên tuyên truyền hơn là bảo vệ thực sự sinh mạng của những người dân mà họ tuyên bố đang giải phóng các chuyên gia quân sự quốc tế nhận định rằng hành động này của Nga không chỉ vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, mà còn là bằng chứng cho thấy Moscow đang ngày càng cạn kiệt nguồn lực trong cuộc xâm lược kéo dài. Việc sử dụng vật liệu rẻ tiền và kém chất lượng như xốp để xây dựng hầm trú ẩn có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế và hậu cần. Một bước tiến quan trọng vừa diễn ra trong cuộc chiến chống xâm lược của Ukraine Chiếc phi cơ chiến đấu F-16 đầu tiên do Vương quốc Hà Lan chuyển giao đã chính thức đặt chân đến đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Thông tin đột phá này được Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans công bố trên mạng xã hội X trong chuyến công du đến thành phố Kharkiv, nơi từng là tâm điểm của cuộc xâm lược Nga. Đây chỉ là chiếc F-16 đầu tiên trong số 24 phi cơ F-16 mà Hà Lan cam kết sẽ chuyển giao cho không quân Ukraine trong vài tháng tới. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là quyết định táo bạo của Hà Lan cho phép Ukraine sử dụng những chiêm sắt này để tấn công các mục tiêu quân sự trên chính lãnh thổ Nga. Chuyên gia quân sự Dmitry Snagirev nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định này. F-16 được trang bị hỏa tiễn hành trình không đối đất, có tầm bắn từ 400 km đến 1.900 km. Con số này cho thấy tiềm năng to lớn của F-16 trong việc thay đổi cục diện chiến trường. Bên cạnh việc chuyển giao F-16, Hà Lan còn cam kết viện trợ gần 440 triệu Mỹ Kim để Ukraine phát triển máy bay không người lái tiên tiến. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm tăng cường năng lực quân sự của Ukraine. Những động thái này của Hà Lan cùng với sự ủng hộ ngày càng tăng từ các đồng minh phương Tây đang dần hé lộ một bức tranh mới trên chiến trường Ukraine. Việc trang bị các vũ khí hiện đại như F-16 không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của quân đội Ukraine, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Với khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, F-16 có thể trở thành át chủ bài giúp Ukraine chuyển bại thành thắng trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua của Ukraine. Và tiếp tục chương trình là một số tin vắng đáng chú ý khác. Tờ The Times đưa tin vào ngày 4 tháng 10, trích dẫn nguồn tin tình báo phương Tây, rằng một nửa trong số các quả đạn pháo mà Nga sử dụng ở Ukraine đều do Triều Tiên cung cấp. Theo tờ báo này, mỗi năm có khoảng 3 triệu sản phẩm được vận chuyển từ Bình Nhưỡng đến Moscow, mặc dù một số lượng lớn được cho là bị lỗi, Bất chấp điều này, tờ The Times đưa tin số lượng lớn đạn pháo được cung cấp đã đóng vai trò quan trọng trong những bước tiến mạnh mẽ của Nga ở miền đông Ukraine, gần đây nhất là vụ chiếm giữ Voleda ở tỉnh Donetsk vào đầu tuần này. Với lượng đạn dược của Nga đang cạn kiệt do được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, Triều Tiên đang trở thành nhà cung cấp vũ khí bên ngoài hàng đầu của Nga. Vào tháng 8, Yonhap đưa tin Triều Tiên đã gửi các container được cho là có thể chứa tới hơn 6 triệu quả đạn pháo tới Nga. Để đổi lấy đạn dược, Nga được cho là đã cung cấp cho Triều Tiên công nghệ, giúp nước này triển khai vệ tinh do thám, cũng như xe tăng và máy bay. Vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng, nơi ông ký một thỏa thuận hợp tác với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. kwang-sik Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết vào tháng 6 rằng Bình Nhưỡng cũng đã gửi hàng chục hỏa tiễn đạn đạo để quân đội Moscow phóng vào Ukraine nhưng chất lượng của những hỏa tiễn này cũng bị nghi ngờ. Khoảng một nửa số hỏa tiễn của Triều Tiên mà Nga bắn vào Ukraine đã trục trặc và phát nổ trên không trung, Reuters đưa tin ngày 7 tháng 5, trích dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine tin từ chiến trường Ukraine cho thấy quân đội Ukraine đang thu hẹp khoảng cách hỏa lực với đối phương, gây áp lực mạnh mẽ lên lực lượng dự bị của Nga. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havriliuk, tỷ lệ chênh lệch về sử dụng đạn pháo giữa hai bên đã giảm đáng kể, từ 1,8 trong mùa đông năm ngoái xuống còn 1,3 hiện nay. Tuyên bố này phù hợp với nhận định trước đó của Tổng tư lệnh Oleksandr Zizky và Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine đã có thể đáp trả được một quả đạn pháo cho mỗi 2,5 quả đạn Nga bắn ra những yếu tố được cho là đã có phần vào sự cải thiện này. Thứ nhất, việc Hoa Kỳ nối lại viện trợ quân sự vào tháng 5 năm nay, sau 6 tháng bị trì hoãn bởi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ. Gần đây, Tổng thống Joe Biden cũng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng phân bổ toàn bộ số tiền hỗ trợ an ninh còn lại cho Ukraine lên tới khoảng 7,9 tỷ Mỹ kim. Thứ hai, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có những bước tiến vượt bậc. Nước này bắt đầu tự sản xuất đạn pháo 155 ly và dự kiến sẽ trở thành quốc gia sản xuất nhiều pháo nhất thế giới trong năm nay. Theo Thủ tướng Denis Mayol, cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng trưởng gấp 3 lần vào năm ngoái và gấp đôi trong 8 tháng đầu năm nay. Thứ ba, Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể trong việc phá hủy cơ sở hậu cần và kho đạn dược của Nga. Gần đây nhất, các cuộc tấn công vào hai kho vũ khí ở vùng Tiver và Krasnodar Krai của Nga đã phá hủy khoảng 32.000 tấn đạn dược. Cuối cùng, các đồng minh của Ukraine tiếp tục công bố các gói viện trợ quân sự mới, Đáng chú ý, Ukraine và Đan Mạch vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá 575 triệu euro, tập trung vào việc phát triển máy bay không người lái tấn công, mìn chống tăng và hỏa tiễn của Ukraine. Những diễn biến này cho thấy Ukraine đang từng bước xóa mờ lợi thế hỏa lực của Nga, hứa hẹn những chuyển biến tích cực trên chiến trường trong thời gian tới. Thưa quý vị, hơn 400 tay súng Hezbollah bị tiêu diệt trong các chiến dịch trên bộ tại Nam Liban tính đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Theo thông tin từ quân đội, các tay súng này bao gồm nhiều chỉ huy hiện trường đã bị tiêu diệt thông qua các cuộc không kích cũng như trong các trận giao tranh trực tiếp với binh sĩ IDF. IDF cho biết trong số các chỉ huy hiện trường bị tiêu diệt có cả những sĩ quan phụ trách các đơn vị khu vực và làng mạc ở miền Nam Liban. Các chiến dịch trên bộ của Israel tại Nam Liban được IDF mô tả là các cuộc đột kích có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu. Mục đích của những chiến dịch này là phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah trong khu vực biên giới, đặc biệt là tại các ngôi làng giáp với Israel nhằm tạo điều kiện cho cư dân phía bắc Israel có thể hồi hương. Các cuộc đột kích đang tập trung vào các trung tâm trọng yếu của Hezbollah tại các làng mạc ở Nam Liban tại đây, binh sĩ Israel đã phát hiện một lượng vũ khí khổng lồ. IDF tuyên bố rằng các chiến dịch ở nam Lebanon sẽ được mở rộng khi cần thiết. tuy nhiên, họ vẫn dự định kết thúc các chiến dịch này càng sớm càng tốt, thậm chí có thể chỉ trong vài tuần. kể từ khi xảy ra cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tại khu vực biên giới Lebanon đã leo thang đáng kể. Hezbollah một tổ chức vũ trang được Iran hữu thuẫn đã liên tục phóng hỏa tiễn và thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Israel để đáp trả lực lượng phòng vệ israel idf đã tiến hành nhiều đợt không kích và pháo kích vào các vị trí của hezbollah tại miền nam liban gần đây idf đã mở rộng hoạt động sang cả các chiến dịch trên bộ nhằm loại bỏ mối đe dọa từ hezbollah đối với các khu vực dân cư phía bắc israel Tình hình căng thẳng tại biên giới Israel-Liban vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn hơn trong khu vực. Tạm rời xa mặt trận Trung Đông để đến với chiến sự Đông Âu. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng, một sự cố đáng chú ý đã được báo cáo tại vùng Donetsk thuộc Ukraine vào ngày thứ Bảy. Theo các nguồn tin chưa được xác nhận, một chiến đấu cơ hoặc máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ, có khả năng do chính lực lượng Nga gây ra trong một vụ hỏa lực nhầm. Tờ báo Ukrainska Pravda đã đưa tin về sự việc này dẫn nguồn từ lực lượng không quân Ukraine. Theo báo cáo, máy bay nga đang thực hiện nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các vị trí của Ukraine thì bị bắn hạ. Điều đáng nói là máy bay này được cho là đang sử dụng bom lượng, một loại vũ khí tương đối rẻ tiền nhưng có sức tàn phá lớn, được nga thường xuyên sử dụng để phá hủy hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một máy bay bị trúng hỏa tiễn trên không và sau đó là hình ảnh sát máy bay rơi xuống đất. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức liệu các đoạn phim này có liên quan trực tiếp đến sự cố được báo cáo hay không. Anton Tereschenko, cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội X trước đây là Twitter. Ông cho rằng máy bay bị bắn hạ có thể là máy bay phản lực hỗ trợ mặt đất Su-25 hoặc máy bay không người lái Hunter S-70. Tuy nhiên, Tereschenko cũng nhấn mạnh rằng đây vẫn là thông tin chưa được xác nhận. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tiến chậm rãi vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Mặc dù có một số tiến triển như việc chiếm được thành phố Vuleda ở tỉnh Donetsk, nhưng quân đội Nga cũng phải đối mặt với tổn thất đáng kể. Đồng thời, họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc giành lại một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga đã bị quân đội Ukraine chiếm giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố ước tính mới nhất về số thương vong của Nga trong 24 giờ qua, tuyên bố rằng Nga đã mất 1.280 binh sĩ cùng với 8 xe tăng và 31 xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, những con số này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, tính đến ngày 3 tháng 10, Nga đã kiểm soát 98,8% tỉnh Lưu hành của Ukraine. Cùng với tỉnh Donetsk, Lưu Hàn tạo nên khu vực Donbass, một trong những tâm điểm của cuộc xung đột hiện nay. Sự cố này nếu được xác nhận có thể là một minh chứng cho những thách thức mà quân đội Nga đang phải đối mặt trong việc điều phối các hoạt động quân sự phức tạp. Tuy nhiên, do thiếu xác nhận chính thức từ cả hai phía, việc đánh giá chính xác về tác động của sự việc này đối với tiến trình của cuộc chiến vẫn còn là một thách thức. Khi kỷ niệm một năm cuộc xung đột Israel-Hamas đang đến gần, hàng chục ngàn người trên khắp thế giới đã xuống đường trong các cuộc biểu tình quy mô lớn, thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với tình trạng bạo lực đang diễn ra ở giải Gaza và khu vực Trung Đông nói chung. Các cuộc tuần hành và biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như London, Paris, Rome, Manila, Cape Town, New York và Washington DC, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người. Tại London, khoảng 40.000 người biểu tình ủng hộ Palestine đã diễu hành qua trung tâm thành phố, trong khi hàng ngàn người khác tụ tập ở các thành phố khác trên thế giới. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu và kêu gọi chấm dứt xung đột, đồng thời yêu cầu cấm vận vũ khí đối với Israel. Tại quảng trường thời đại ở New York, người biểu tình đội khăn KFJ đen trắng và hô vang, Gaza, Liban các bạn sẽ trỗi dậy, nhân dân luôn bên cạnh các bạn. Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt khoảng 250 con tin. Cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza sau đó đã gây ra thương vong lớn cho người Palestine với gần 42.000 người thiệt mạng, theo báo cáo của Bộ Y tế Gaza. Cuộc xung đột dẫn đến việc di dời gần như toàn bộ 2,3 triệu dân Gaza gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhiều người biểu tình bày tỏ lo ngại về khả năng xung đột lan rộng trong khu vực. Hussam Hussein, một người biểu tình người Pháp gốc Liban ở Paris nói, chúng tôi lo sợ một cuộc chiến tranh khu vực vì hiện tại đang có căng thẳng với Iran và có lẽ với Iraq và Yemen. Chúng ta thực sự cần phải chấm dứt chiến tranh vì nó đã trở nên không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình không phải lúc nào cũng diễn ra một cách ôn hòa. Tại Rome, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng sau khi xảy ra đụng độ. Ở Berlin có báo cáo về các cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình ủng hộ Palestine. Tại London, cảnh sát đã bắt giữ 15 người vì các tội danh khác nhau, bao gồm hành hung nhân viên cứu hộ, ủng hộ tổ chức bị cấm và vi phạm trật tự công cộng. Các cơ quan chức năng ở nhiều nước đã tăng cường các biện pháp an ninh, lo ngại rằng kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas có thể kích động bạo lực. Đồng thời cũng có những lo ngại về sự gia tăng của các hành vi bài do Thái và bài Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng hiện tại. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. trong một diễn biến đáng lo ngại tình hình căng thẳng giữa israel và hezbollah đã leo thang nghiêm trọng vào đêm thứ bảy và sáng sớm chủ nhật với các cuộc không kích của israel nhắm vào vùng ngoại ô phía nam beirut và các đợt phóng hỏa tiễn từ liban vào lãnh thổ israel lực lượng phòng vệ israel idf đã ban hành lệnh di tản khẩn cấp cho cư dân ở vùng ngoại ô phía nam beirut cụ thể là khu vực dahie người phát ngôn của IDF tại Arab Media, AVJ Arai đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã X trước đây là Twitter, kêu gọi người dân rời khỏi các tòa nhà được chỉ định và giữ khoảng cách an toàn ít nhất 500 mét. Lý do được đưa ra là khu vực này nằm gần các cơ sở và lợi ích của Hezbollah, nơi IDF dự định tiến hành hoạt động trong tương lai gần. Ngay sau cảnh báo này, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại vùng ngoại ô Dahiyeh của Beirut. IDF xác nhận họ đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố của Hezbollah trong khu vực. Kênh truyền hình MTV của Liban cũng đưa tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng thu của hãng tin Al-Mana, vốn có liên hệ với Hezbollah, nằm trong cùng khu vực. Các video lan truyền trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông Israel cho thấy cảnh tượng của các cuộc không kích và vụ nổ thứ cấp, gợi ý về sự hiện diện của vật liệu nổ hoặc vũ khí trong khu vực bị tấn công. Theo Amana, các cuộc không kích của Israel tập trung vào các khu vực Haret Haret, Al-Ruwais, Buzi Al-Barane và al ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Đáp lại các cuộc không kích này, Hezbollah đã phóng một loạt hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel IDF xác nhận khoảng 30 quả đạn đã được bắn từ Liban vào Israel vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ địa phương. Một số quả đạn đã bị đánh chặn, trong khi một số khác đã rơi xuống đất. Cụ thể, khu vực Kiryat Mona ở phía bắc Israel đã phải kích hoạt hệ thống báo động phòng không vào khoảng 30 phút sau nửa đêm. Hezbollah đã đưa ra ba tuyên bố riêng biệt, xác nhận họ đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ Israel tại khu định cư al manara và các khu vực xung quanh ở miền bắc Israel. Họ tuyên bố các cuộc tấn công này nhằm ủng hộ người dân Palestine và bảo vệ Liban. Trong tuyên bố thứ ba, Hezbollah còn cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel khi họ đang di tản những người lính bị thương và thiệt mạng. Tình hình leo thang này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng xung đột trong khu vực. Việc Israel mở rộng phạm vi tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liban, cụ thể là vùng ngoại ô Beirut, có thể được xem là một bước leo thang đáng kể. Đồng thời, phản ứng của Hezbollah với các đợt phóng hỏa tiễn quy mô lớn vào lãnh thổ Israel cũng cho thấy tình hình có thể tiếp tục xấu đi trong những ngày tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh fan kính chào hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo